Ông kẹ. Ông kẹ mà là ma hả? Ông kẹ. Ở nhỏ cứ hù đó. Thôi lấy đi. Ma gì mà kéo vô cái bụi tre là ma gì anh? Ma thổi kẹn. Ma thổi kẹn. Ma thổi kẹn. Vậy ma thổi kẹn. Trời, má cười chảy nước mắt luôn nè. Đây là trò chơi liệt kê bằng những câu hỏi và sẽ thả bột nếu mình sai. Vâng. Và mình sẽ quả tù xì để coi ai chơi trước chơi sau. Anh ơi, em thấy có những cái điều mới lạ ở trò chơi này. Đây chính là những cái vật phẩm để chúng ta ngăn chặn những cơn mưa bột. Khi nào vào chơi chúng ta được chọn hai phần, đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi, vậy cặp thí đầu tiên xin mời. Anh phụ người em của anh. Yeah. Để em mặc chiếc áo vào. Mang chiến thắng trở về. Mời ngồi. Dạ. Hãy chọn hai chiếc hộp không mở ra, kéo về phía mình. Khi nào bị bột rớt xuống mình sẽ mở ra để mà mình dùng. Mở ra có kịp không anh? Kịp hết, bây giờ điểm nữa thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quả tôi xe để giành quyền trước hay sau? Thắng quyết định. 1, 2, 3. Quyết định. Mời. Mời. Mời là thấy là thua rồi đó. Liệt kê những câu chúc. Cái gì? Câu chúc. Câu chúc hả? Liệt kê những câu chúc. Câu chúc, cảm ơn ban giám khảo. Dành cho. Dành cho. Câu chúc. Năm mới là không phải. Dành cho đám cưới. Cô dâu chú rể ngày cưới. À, trăm năm hạnh phúc. Cung Mỹ bất tài. 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 Anh hỏi em lại đi anh. Anh lâu đầu bà. Anh đồ bà. Đúng rồi. Anh đúng là đồ đầu thớt mà. Con cháu đầy đàn. Đi vô đám cưới. Bỏ bao thư vô. Cung Mỹ phát tài. Câu chúc của chú rể tiếp theo. Trăm năm hạnh phúc. Đúng rồi. Rồi mà. Câu tiếp theo nữa. Con đàn châu đông. Đúng rồi. Tiếp luôn chị. Răng ông đầu bà. Thôi. Buồn. Buồn. Thấy ghét quá. Bây giờ bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi. Có câu gì chúc của dâu chú rể không? Chúc cô dâu chú rể. Đừng nói dạng sợ nhí tao tôi xỉu á. Làm bể bình bông. Nói cái gì rồi? Sao? Sao vậy? Bên đây làm bể bình bông thì bên đây. Đổ thừa con nít. Quá tôi gì? 1, 2, 3 Thắng quyết định. Mời. Lại mời. Lại mời. Mời đi anh. Rồi. Đây là cái phần mà chỉ dùng bỏ vô. Dùng một lần duy nhất. Để mình để xuống đây. Ê khoan đã. Bên chương trình có bỏ cái quần vô đó không vậy? Có. Nhiều khi có. Sao á? Thì anh thử coi. Tại vì cái áo mưa là thường thường có cái quần nữa. Ờ. Cho nên cái áo mặc rồi cái quần đó mình trùm bên đầu luôn. Trời ơi. Mở ra thấy cái quần kia. Liệt kê những món quà cho ngày thôi nôi. Tả. Áo quần. Sữa. Đồ chơi. Bình bú. À, nôi. Ủa? Ủa nhưng mà nôi đúng mà. Thôi nôi mà. Đã thôi nôi mà đi sẵn nôi. Thôi cái nôi rồi. Thôi cái nôi là không nằm nôi nữa. Sau một năm là bắt đầu thôi cái nôi đó là một cái lễ để trưởng thành qua một cái giai đoạn mới là giai đoạn bò là chạy là đi là chạy đó. Đúng rồi. Cũng lễ thôi nôi rồi cất cái nôi đi dinh tới sẵn cho cái nôi mới. Là nuôi lại cái khoảng bạn nói đó. Sai khi mà dinh tới thôi nôi cái lễ thôi nôi người ta vừa bỏ cái nôi đi dinh đẩy cái nôi mới vô cũng bị phát tài. Chưa bao giờ mà tôi thấy thằng em tôi giải trí như ngày hôm nay. Trí khôn của em đâu rồi? Nãy tận dụng như chơi trò chơi hết rồi. Rồi, gỡ lại nè. Còn một câu nữa. Nhưng mà em thắng 2 rồi. Em thắng 2 là coi như thắng luôn rồi. Lêu lêu. Nhưng mà phải đọc hết 3 câu chứ bắt gì thắng 2 câu là thắng. Đúng rồi, lỡ em ăn 1 câu. Run quá, run quá. Run à? Em cũng biết run à. Run. Rồi, quá tôi xì. 1, 2, 3 2, 3. Sao? Trời giải trí gì trời. Cái này là nên trước sau ít lại á.
Dạ. Ai thắng? Em trước đi, em trước đi. Tội nghiệp nhường anh Vinh đi không sao. Là em nhường hả? Là có nghĩa là em đọc trước cho. Okay. Để em ra đáp án trước cho. Đến Vinh suy nghĩ, có thời gian suy nghĩ nha. Những cách viện lý do khi đi làm trễ. Em kẹt xe. Em đau bụng. Em bệnh. Con em khóc. Em sốt. Xe em hết xăng. Ba mẹ em bệnh. Xe em lủng lấp xe. Trời. Em tiêu chảy. Đau bụng rồi, đau bụng tiêu chảy rồi. Đau bụng có nhiều cái đau bụng hàng tháng. Em đau bụng tới tháng hàng tháng nè. Em đang nghĩ ra rồi. Lo cãi lộn chi không biết nữa. Thiệt thì em ngủ dậy trễ. Đúng rồi. Không, thật ra khi mà người ta hỏi như vậy em chỉ cần nói câu cúng hỷ phát xoài là được rồi. Thua trắng ba câu, đó chính là Trương Thế Vinh. Lan Ngọc chúc mừng. Sao ta? Chị dạ. Anh Vinh, sao anh Vinh không nói nãy anh đi làm trễ là tại anh bận đi mua cái nồi. Đau thiệt chứ. Trời chưa ơi. Có cái gì đau bằng cái này. Đau quá anh ạ. Xin hỏi Lâm Vy Dạ có lời gì nói với lại Tiến Luật không? Dạ thôi. Rồi, Luật chọn hai cái nào? Hai cái này. Rồi, cái này chính là cái quần size XL đó. Có yêu cầu rằng là chủ đề về thiên văn, địa lý và học giáo dục công dân gì không? Tôi yêu cầu về chủ đề tâm linh. Anh, em thấy đội của em náo nếu quá. Hồi nãy anh Luật nói trong cái hộp này là hai cái quần. Khi Bác Ngọc nói có tới ba câu hỏi lần mà. Ý là phải ba cái quần mới đủ với anh Luật. Náo nếu thật. Em yêu cầu chủ đề gì không? Hay là ngẫu nhiên? À sao cũng được ạ. Tôi yêu cầu về chủ đề đạo đức. Sao để tâm linh? Tâm linh là tại vì tôi nghĩ là tới duyên và nghiệp. Nhưng mà tôi thấy bên kia thiếu đạo đức hơn. Thiếu đạo đức. Quả từ gì? Ba, hai, vô. Thắng. Thắng mà nhường thì cũng như thua. Đâu có. Đâu biết câu hỏi là gì đâu mà thua. Suy nghĩ cho trước là hay thua lắm. Nhường. Không, những kẻ bại trận. Kẻ bại trận. Tôi trả lời. Rồi, hồi nãy yêu cầu hai chủ đề gì? Tâm linh và đạo đức. Những con ma trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. 5 4 Ma da. Ủa đang nói thiệt hả? 4 Ma cây. 3 4 3 2 1 Ma le. Ma le. Ủa sao không lấy này ra? Tôi sợ cái quần thiệt. Ông kẹ. Ông kẹ mà là ma hả? Ông kẹ. Ở nhỏ cứ hù đó. Thôi lấy đi. Ma gì mà kéo vô cái bụi tre là ma gì anh? Ma thổi kẹn. Ma thổi kẹn. Ma thổi kẹn à. Vậy ma thổi kẹn. Trời. Má cười chảy nước mắt luôn nè. Quả tôi sẽ cho câu tiếp theo. 1, 2, 3 Thắng quyết định. Bây giờ đã xảy chân một lần. Thôi, tôi nhường em. Bạn chỉ cần hỏi 5 điều Bác Hồ dạy thôi. Lâm Vy Dạ chết với tôi liền. Ủa anh? Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 1, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2. Điều 2, học tập tốt, lao động tốt. Điều 3. Điều 3, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều 5, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật ra mấy cháu tiểu học đã thuộc lòng cái này rồi. Mà anh hãnh diện ghê không? Ở nhà Andy hay đọc đúng không? Con tôi bắt con tôi mới học thuộc cái đó. Sống trên đời mà không có đạo đức là không có làm cái gì được hết. Những câu nói khen người yêu mình xinh đẹp mà không nói em xinh đẹp quá. Không dùng chữ xinh đẹp. 3, 2, 1, vô. Dạ khó à. Em thật tuyệt vời. Đúng. Cưng quá à. Cưng quá không được. Em như hoa hậu vậy. Hấp dẫn lắm luôn á. Em thật nóng bỏng. Đúng rồi. Ngọt lắm luôn á bé. Trời quá à. Dễ thương, đáng yêu.
Em là số 2 thì mai là số 1. Tôi không bao giờ nói với vợ tôi mấy cái đó là ở trên đó là bị trấn áp tâm lý rồi. Ủa vậy là thua hai là thua đó, nhưng mà luật chơi phải chơi 3 câu để nhiều khi có bột cho nó vui. Quánh tôi xì. À, quánh tôi xì đi. 1 2 3 2 3 Cái gì vậy? Bị cái diễn á. Thua, không chơi cái diễn. Rồi chọn thắng trả lời hay là không trả lời. Sao mấy đứa? Hả, mình trả lời đi. Mình chị. Trả lời. Mình chị. Trả lời luôn để anh có thời gian suy nghĩ. Có muốn chủ đề gì không? Cái gì? Có muốn chủ đề gì không? Chủ đề nào mà anh thiếu á? Tình bạn. Tình bạn. Tôi thiếu tình bạn, tình yêu thương giữa loài người với loài người thôi. Những cách nói giảm nói tránh khi gặp người bạn của mình mập lên. Ờ, phát tướng phát tài. Đúng. Chà khó ạ. Phì nhiêu. Anh ơi, cái đó là nó giảm nó chắc. Cái đó còn nặng hơn. Bây giờ sẽ đổi luật nè. Lần đi quay ở Đà Lạt một tháng, lần về gặp Thu Trang. Trời, nó xem phì nhiêu vậy. Là lột sang chiếc dép liền, lột hiểu không? Không có, cái đó là nói chuyện với bạn mình mà mình nói giảm nó tránh. Ví dụ như bạn mình nó mập quá nhưng mà nó ê, dạo này có thấy mày phì nhiêu màu mỡ lắm nha. Phì nhiêu mà còn màu mỡ nữa. Được người mà. Người ta đã né cái chữ mỡ rồi. Ý là anh luật chỉ giảm tránh cái từ đó thôi. Giảm không tránh ý, cái từ nó mập không thôi, miễn né từ mập thôi chứ. Khán giả có tha thứ lần này không ạ? Cho qua không ạ? Rồi, năm. Cảm ơn những vị khán giả nha. Là phì nhiêu chấp nhận luôn. Chấp nhận. Năm. Dạo này tốt 4. Tướng lắm nha. Đúng rồi. Năm. Ráng cái. Dạ, nói được ráng cái. Cái gì cái gì? Phúc Hậu. Trời. Bên kia nhắc rồi. Đâu có. Kệ đi chị, cho người ta đi. Chị cho đi tụi về bậy. Cứ tiếp tục đi tính sao. Bụng bự thì sao? Đúng rồi. À, bề bộn lắm rồi nha. Thôi cũng được đi, tạm tạm đi. Ôi anh, cái từ bề bộn là cái từ body shaming đó anh. Tự nhiên ai mà nói là thân thể em dạo này bề bộn. Em không chấp nhận đâu anh. Em không chấp nhận đâu anh, cái từ đó kỳ lắm. Anh đổi từ đi. Dạo này chắc bạn lo toan nhiều thứ lắm phải không? Trời ơi, sao tôi ngu ngang vậy trời. Ngu ngang luôn, chưa bao giờ tôi ngu vậy luôn. Sao anh không xài hai cái hộp đi? Xài cái gì mà xài? Cho một cái dạ. Cho câu nữa dạ, cho câu nữa cho. Không, muốn thì lát chơi sau. Một lát nữa tôi chơi chung với bạn tôi. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Sau hai lượt mà đặc biệt nha, mỗi lượt đều thắng 3 câu luôn. Lượt này là mình chơi cho vui bởi vì đội mình đã thắng rồi. Ủa là em có thắng hay không cũng không quyết định số phận gì hết hả? Em chỉ là con chốt thí thôi. Chốt thí thôi. Rồi, quả tôi xì. 1, 2, 3. Câu này phù hợp cho cả hai bạn luôn. Chủ đề là gì vậy bạn? Chủ đề là hôn nhân và gia đình. Ồ, cái thứ mà cả hai đều không có. Nè, anh, những kẻ bại trận. Quên quên, nói em luôn. À, cái câu đó đâu có nặng. Những kẻ thất bại trong tình yêu mới nặng. Ủa tự nhiên nói em. Thương vả mặt của. Ủa gì vậy? Ủa em làm gì thất bại trong tình yêu? Em chỉ lên báo thôi mà. Em càng nói là càng hôi. Câu hỏi những câu nói mà gia đình hay nhắc. Mau mau cưới vợ lấy chồng. Thấy già rồi đó. Đúng. Con có tuổi rồi nha. Đúng. À, vậy hoài là đâu ổn. Đúng rồi. À, ba mẹ muốn có cháu rồi. Trời ơi, giống như ở đời mình luôn ha. Mà mốt về già khổ lắm con ơi. Con đúng ơi. Cha già rồi con ơi. Đúng rồi. À, gì giờ? À, giờ ai? Chị không sợ é hả? Ông kia cha
thì bữa nay mẹ, mẹ già rồi con ơi. Có nhìn mấy đứa cháu bên nhà hàng xóm dễ thương quá ha. Trời ơi, cái câu những câu của Thúy Ngân nói là hoàn toàn là gia đình, tình quyết gia đình Ngân. Ba cũng hay nói câu đó. Cha già rồi. Ngân kêu ba của Ngân là bằng cha. Già già rồi đúng không? Tự nhiên nghe nghe từ cha thấy cưng ghê. Cưng á, thương lắm á. Mùa nào về em cũng được hỏi mấy câu đó thì em quen. Rồi, câu tiếp theo quả tù xì. 1, 2. Quyết định. Em đi trước. Rồi, những cách khen một món ăn. Xin mời. Ngon. Đậm đà quá. Đúng. Thú vị. Cũng được đi, cũng được. Có dễ mà. Có mà, có mà. Ăn đang thiêu sinh mình khen thú vị được. Trang trí đẹp quá. Đúng rồi. Vị lạ, màu sắc bắt mắt. Đúng rồi. Nãy giờ người ta làm đúng không á? Đậm đà quá. Rồi, rồi, chị nói là chị Ngân nói rồi. Em là cái này gì? À, cái này là đặc sắc đó. Đúng, món ăn đặc sắc, món ăn đặc sắc. Món ăn đặc sắc, được, món ăn đặc sắc. Được, 5. Suy nghĩ đi Phước. À, sao nấu được nhiều món ngon quá vậy? Nhỏ lớn chưa giờ ăn cái món nào mà xuất sắc như vậy. Hơi, cái câu hơi dài thôi nhưng mà ý được. Ba chữ cuối cùng, xuất sắc quá. Xuất sắc quá vậy. Món này lạ miệng. Cái vị này là ở đây là chưa giờ trải nghiệm. Cái gì vậy? Canh chua tuyệt vời quá. Ủa tự nhiên khen canh chua tuyệt vời. Vậy nuôi xào quá đỉnh. Ôi, cái món gà xào ớt Melly. Melly, được. Melly, trời ơi. Nêm, nêm, vị nêm cái tô bánh canh. Chín mùi vậy. Trời ơi, nước mắm này hả? Chua ngon quá. Nước mắm mà chua. Chua ngon. Chua ngon quá. Lượt này ai thắng? Quê. Quê đắng quê. Còn một câu rồi. Câu cuối cùng để coi như là hôm nay có thắng tuyệt đối 3 lần hay không. Quán gì? 3, 2. Thắng. Em nghĩ là thôi, dù sao hôm nay cũng lần đầu chị em mình hợp tác với nhau ha. Ẩm hay thực là đi anh. Ẩm thực miền Tây luôn. Lợi thế của em là gì? Tình yêu. Rồi, okay, tình yêu luôn. Tình yêu. Chấp nhận, theo bạn cái. Này anh ép tôi chứ tôi đâu được chọn nên lực. Trời ơi, bên em thôi rồi, ok, ok, ok. Ok, được chưa? Tôi đồng ý. Ôi, coi thái độ kìa. Là trình độ hơn thái độ hay là thái độ hơn trình độ? Nói chung là không có trình độ cũng không có thái độ luôn. Đây là gọi là không lễ độ. Địa điểm lý tưởng trong ngày hẹn hò đầu tiên. Nhà hàng. Trang trọng đúng rồi. Bãi biển. Bãi biển. Resort. Resort ở đâu? Resort trên núi. Resort trên núi. Không, resort ok mà. Resort ok, sang mà. Công viên. Công viên, hợp lý. Đi đi coi phim. Đi uống cà phê. Cà phê. Đi nhậu. Đi nhậu. Hợp lý. Hợp em bằng chứng sống nè. Sao khoái nhậu quá. Thiệt, em có chứng kiến trên phim ảnh là kiểu làm gì làm. Hàm gì ở chỗ. Trời. Làm lon mấy em rồi đó. Đang nói Hàn Quốc đưa về làm lon không em. Đi chơi trò chơi điện tử cũng được. Hồi xưa dưới quê đi cùng nhau chơi những trò chơi vận động vui vẻ ngoài trời. Vui vẻ ngoài trời. Vận động vui vẻ ngoài trời. Ngoài trời nha, là sáng sủa mà. Là kiểu như cùng nhau chơi thể thao. Dạ, như là đi công viên Thảo Trắng vậy hả? Dạ. Chơi thể thao á. Đi mấy cái chòi á cũng được. Ở đây chúng tôi có những cái câu hỏi. Các bạn phải nhớ về từ là địa điểm lý tưởng. Lý tưởng mà. Lý tưởng lắm luôn á. Lý tưởng mà. Ủa sao bên Phước Thủ Bột cảnh rồi kìa. Đi chùa. Lên chùa cầu duyên á. Đi lên chùa cầu duyên. Nhưng mà hẹn hò gì trên đó? Có những cái chùa gọi là chùa sinh thái du lịch đó. Đi karaoke. Lên cầu chứ. Đúng. Đúng hồi xưa. Không, em để mình em giải thích. Thôi. Giải thích nè. Giải thích nè. Mọi người nghe như thế nè. Thời sinh viên em chỉ có tiền karaoke đi kia đúng không?
hai đứa chở nhau còn tôi thêm đứng ngắm cảnh được mà. Em, đúng rồi, đúng công rồi. An, người ta đuổi hoài. Ngày xưa, em bảo là ngày xưa mà. Dừng xe trên cầu xuống đứng là công an người ta đuổi mà. Đúng rồi, không có ý thức. Không ý thức. Tụi tôi có hỏi là địa điểm lý tưởng chứ phải là địa điểm vi phạm pháp luật. À, đi thả diều. Ừ, nói chung là đây có hẹn hò nè. Đi câu nè. Cá. Ờ, dù gì đội mình cũng thắng ở trò chơi này, xin chúc mừng. Yeah, lại mơ mấy chuyện cái. Tôi thấy là bên này á là đang rất là không phục. Đúng. Mặc dù thua toàn tập không phục. Kìa. Vậy thì nếu như không phục, hãy cử ra một người nào đó chơi đúng ba câu với một người nào đó bên đây. Để chơi, mình chơi đội đi anh. Tất nhiên là Phước rồi, Phước kêu là hả? Anh Luật và anh Vinh thất bại lắm. Khi mà thua là cả đội phải như vậy. Hả? Không ra. À. Anh ơi, không thì ngửa mặt lên trời thôi, không cần hả hồng da. Ok, thay đồ chơi luôn. Mình thắng không mà mình chơi lớn như vậy. Không thắng cũng phải chơi một lần. 1, 2, 3. Thắng quyết định. Đừng nhìn anh, em là đội trưởng. Nhường. Rồi, đứng sang vô. Những món chè không có đậu. Chè khoai sọ. Chè chuối. Chè quay. Chè trôi nước. Ủa, hai người kia không chơi hả? Trôi nước có đậu xanh. Nhân đậu xanh, nhân đậu xanh. Nhưng mà đâu có đậu. Chè bưởi. Chè bắp. Chè bưởi. Chè bưởi có đậu xanh cũng được, không có xanh cũng được sao? Chè bắp. Chè bắp. Chè thân là chè gì? Chè thân. Chè thân có đậu. Chè bột bán. Chè khoai môn. Chè dừa. Chè dừa là chè gì ạ? Chè dừa dầm. Để em nha, để em nha, để em. Đến em chưa? Chè bột lọc. Chè dừa nước. Hồi nãy giờ tôi đã bỏ qua một lần rồi. Dừa dầm là dừa dầm, không có chè dừa dầm. Rồi thêm chè dừa nước. Xong lát hỏi dám nói là chè dừa phải. Chè dừa phải. Xong chè dừa dừa. Chè thốt nước. Chè. Hai ông anh của em được lắm. Lấy đồ che là hai ổng che ổng xong ổng trúng lên người em luôn. Quả sushi. 1, 2, 3. 2, 3. Quyết định. Nhường. Nhường những thực phẩm có vị đắng. À bây giờ là mà cũng là hạt sen. Ôi, đúng rồi, cái gì hạt sen. Hạt sen. Tim sen. Hạt sen là có tim sen trong đó rồi. Bạch quả. Bạch quả, chính xác. Rau đắng. Tiết tô. Tiết tô đâu có đắng. Không đắng. Em ăn đắng. Ớt quả, ớt quả. Chanh nè, măng nè. Măng đậu đắng. Hả? Măng đậu đắng đâu? Bước ra đi. Ai cãi bước ra đi. Có măng đắng. Có măng đắng. Ngày mai chúng tôi vẫn còn quay, tôi sẽ mang lên một củ măng ăn cho hết giùm tôi. Nhưng mà sao lại là em măng bình thường. Nhưng mà còn tiết tô là đắng. Quả sushi. 1, 2, 3. Mời. Mời. Đây là một câu hỏi mà tất cả đây đều có thể làm giám khảo được hết. Những công việc có trong trường quay hôm nay. Là thiết kế. Quay phim. Đạo diễn. Ánh sáng. Âm thanh. Chụp hình. Make up. Diễn viên. Hậu đài. Hậu đài khác, thiết kế khác nha. Thời trang. Nhà thiết kế thời trang. Trợ lý. Make up. Make up rồi. Make up rồi. Làm tóc. Ủi đồ. Đổ bột. Đổ bột. 5, 4. Phụ quay. Phụ quay, ok. Biên tập. Biên tập. Camera. Sản xuất. Quay phim có rồi. Sản xuất. Rồi. À, nhanh. Nhà đài. Biết kịch. Biết kịch. Nhà đài. Kiếm MC. Kiếm việc đúng không? MC. Khán giả. Khán giả. Đúng rồi. Trợ lý. Trợ lý rồi. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ. Giữ xe. Đúng rồi. Tài xế lấy xe. Đúng để rồi. Em, để em nha, để em. Tài xế lấy xe là của nghệ sĩ riêng mà. Catherine. 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 Y tế. Runner. Đúng rồi. À. Nhân vệ sinh. Hay quá. Để em nha, để em nha. D.O.B. D.O.B. là quay phim. Đúng rồi. D.O.B. là D.O.B. quay phim. D.O.B. quay phim khác. Thư ký. Thư ký đâu? Không có thư ký chứ. Không có, em có thư ký. Thư ký. Thư ký trường quay có mà. 4. 3. Chủ về studio. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Cái ông chủ studio này. Chủ nhiệm. Chủ. Cái nào? Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Phó đạo diễn. Có. Có phó đạo diễn không? Có chứ. Quản lý khán giả. Phải có người đứng ra. Phải có một người đứng ra để quản lý khán giả.
kỹ thuật điện. Rồi đúng rồi. Rồi nếu không có phó đạo diễn thì có trợ lý đạo diễn. Hợp lý. Trợ lý sản xuất. Trợ lý xuất ở thì hai nói vậy. Trả tiền cho mẹ. Đi chơi, đi chơi. Ai đi chơi? Em quen để lên chơi. Đúng. Nhưng mà cái đó còn có gì làm. Đi chơi mà. Đúng. Hồi nãy có một bạn không có làm gì hết, lên chơi với em. Lên chơi thôi. Công việc ở trường quay là những người có những công việc để hỗ trợ cho trường quay vận hành, chứ không phải là dắt người nhà lên ngồi đó rồi. Đó là công việc là ngồi coi. Đi chơi. Đâu ra đi chơi. Nói chung là công việc toàn tập. Anh hỏi em cái thôi. Này, này, này. Sao? Một người nữa là ai? Quaterben gì đó. Hồi qua anh nói Quaterben nói gì? Quaterben gì đó. Là Quaterben. Quaterben gì đó. Là bạn Organ á. Đó. Behind the scene, chụp hình. Nhà bên đài chúng mới không hiểu. Có nghĩa là người đó làm bên đài chứ không làm bên đây. Nhưng người ta gọi là nhà, ví dụ nhà sản xuất. Thế thì có nhà đài. Lucy anh giận đang thất thần. Thôi Lucy, thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà là thất thần phải đối đầu với Lâm Vĩ Dạ. Đúng vậy. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình Bảy Nụ có gì dơ bẩn không? Không, ở đây chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ thôi. Em tin anh, bây giờ thì em mới tin anh là đúng chưa? Hồi nãy vô xuống cánh gà hỏi tôi, anh Giang hỏi gì? Sao có người phụ nữ như vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cặp đấu. Mời thách đấu và chọn cặp. Anh nói gì vậy đó? Anh nói gì vậy đó? Dạ. Dạ. Anh vẫn còn chưa sẵn sàng. Rồi, một cặp. Cặp thứ hai. Em nhanh tiến luật. Em với anh Vinh. Không được chọn hả? Không được chọn hả? Anh định nói từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được chọn ai luôn á. Tôi giống như là đồ trong siêu thị đó, ai đi tới ngang muốn bóc bóc muốn lấy lấy vậy trời. Anh là hàng hot đó cho nên là chưa kịp bán là đã sold out rồi, hết hàng. Trời ơi, hàng hot. Nếu mà nghĩ theo một cái ý tích cực như vậy là đúng. Không, mình chỉ là món hàng thôi. Ha. Không có, hồi nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai thông minh nhất. Thì em mới nói là em thấy cái chán anh Luật là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người đồng đội gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Vĩ Dạ, Only C. Yeah. Em lấy số này cho anh. Quả 3, 2, 1, bằng. Ra gì? Anh ra cái bao nha. Dạ. Anh ra cái bao kệ anh chứ. Tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 Anh ra cái bao thiệt đó. Anh ra cái bao thiệt đó. Đó. Đây. Đó. Đây. Sao em không tin anh? Sao á? Nãy gì nói em á? Chút đánh ca của anh là cũng mệt mỏi. Chưa gì đeo kiếm. Quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Kể tên các loại trái cây có trên một hạt. Trên 5, một hạt là nhiều hạt á anh. 4 Mãng cầu. Thanh long. 5 Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5 4 Mít tô nữ. Mít tô nữ. Nói mít tô nữ là mít rồi. Cả mít rồi còn mít tô nữ. Mít là một mít thôi. 5 1 mít 4 3 2 Bòn không, Lan Ngọc nhắc bòn bòn. Đâu? Lan Ngọc nhắc. Khoan, từ. Chưa. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập như vậy. Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cận Ngọc đúng không? Rồi. Hay quá người anh em. Mời lên. Em nói bình tĩnh. Hay quá. Mời lên. Ở đây cho mượn ghế cái. Rồi xuống dưới kia. Dòng này em thắng. Đúng vậy. An Giang làm đội này đương nhiên thắng rồi. Rồi thắng. Ba câu lận mới có câu à. Câu thứ hai, quả tôi xì.
ra gì? Em vào cái bao tiếp. 1, 2, 3. Đâu có ai ngu hoài á. Đâu có ai ngu hoài á. Đâu có ai ngu hoài. Rồi, bớt lại. Mình đi quyền kể trước. Kể gì ạ? Kể tên các tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn trong tên. Nội Bài. Nội Bài sao là tỉnh thành? Nội Bài sao là sân bay? Anh ơi, 4, 3, 2 1. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Thôi là đó, chữ Hải Dương ngay lúc mà số 2. Hết giờ. Sao mà cãi ngồi quá lại, cãi. Ngồi lại. Những thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Ra gì? Em lại kéo. 1, 2, 3. Thôi mà thu hoài. Mà chị thu hoài gì chị dạ? Chị trúng thành cái búa vậy hả? Tôi thích. Không phải, tại đây bây giờ bẻ bung ra không được nữa. Kể tên tỉnh thành có chữ Y ngắn. Nội Bài. Kể tên các con vật có chân mà không có lông. Con vật hả anh? Ừ. Có chân mà không có lông. 5, 4. Con gà cúng. Đúng rồi. Nếu vậy em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con gì em nói không được. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Khoan. Em phải trả lời được thì em mới thắng được. 5. Con cá sấu anh. Đúng rồi. Khoan. Tôi mới nghe đồng đội nhắc. Con gì ạ? Con rái cá. Chúng ta đã bị thỉnh kinh. Rồi, em ở đây nè. Lấy cái dù ra. Con gì? Con gì có chân mà không phải. Hồi nãy trả lời con gì? Con rái cá. Rái cá. Đã thỉnh được chân kinh. Thắng rồi chứ đâu, đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Dạ. Bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em đinh trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Tiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quá tôi gì? Cần thua. Anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3. Giỏi lắm anh Luật. 2, 3. Giỏi lắm anh Luật. Mời nó trước. Có dùng mời nó trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5, 4. Chào ơi. 3, 2, 1. Trời ơi, thằng lăng. Trời ơi. Con tê tê. Ủa, đập bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn vậy. Bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ T anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán sushi. Thì kết dắt nhỏ đi thỉnh kinh chi mà giờ. 1, 2, 3. Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng.
Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. 5 4 3 2 Con báo. Báo. Con 5 4 B B B bờ. Con B B B con B B B con bé. Bé là con gì? Bé là con gì? Bé. Bé là con gì? Bé con bé gái anh. Đúng. Loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Con. Không. Không. Nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả? Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiến Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng quán tôi xì. 1, 2, 3 Từ từ. 2, 3 Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đế mà sao tiền bạn ra cái bao gì nãy giờ tôi lo. Tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua bên tôi thắng bên kia đó. Rồi, 1, 2, 3 2, 3 Hoài. Cái gì? Đã không biết trả lời mà thắng hoài. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. 5 Trời ơi. 4 Cái màn. Cái 5 4 3 Cái từ từ khoan. 2 Cái mẹt. Mẹt. 5 Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màng. Mụn đã là màng. Nãy là màng. Giờ mụn. Mên. Mụn màng. Cái mành. Cái mành. 5 Cái máng. Cái máng. Đúng đúng đúng. 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 Đó là dùng ở cái chuồng rồi chứ không phải cái nhà. Đây. Nhà có máng sói. À đó phải nói rõ là máng sói. Cái 4 3 Cái mâm. Mâm rồi. Mâm rồi. Khoan. Ba rồi, rồi ba hả? Rồi. Ba. Cái đó cả. Một, cái đó hai, đó. Một. Cái xong. Cái đó là cái này nè. Xong. Vô. Cái mộ. Vô vô. Vô vô. Cái muỗng. Đó là cái muỗng. Anh phải kể thêm một cái nên em mới phục. Cái muỗng gì nữa? Cái móc quần áo, cái móc canh chứ gì trời. Cái màn hình tivi, cái móc quần áo, cái móc gì? Cái móc rồi cái mỏ nữa. Rồi, lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự, khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi, con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch bách. Em chưa chơi nhìn em về như con ăn mày thấy không? Đó rồi bây giờ mắt kiến vậy sao thấy đường tù xì. Thôi em không muốn mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Đeo không? Anh Vinh bỏ mắt, ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi. Bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá. Lấy được nó rồi. Đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh chứ không á. Quả tôi xì. 3, 2, 1 Thắng được đi trước. Đó. Trời ơi. Làm như mình thông minh vậy đó. Rồi cũng là xin sầm ăn. Cho tôi góp ý cái. Cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý. Bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi. Ban tổ chức ép tôi. Mới nói luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. À... 5 4 Na Uy. 3 Mông Cổ. Trung Quốc. 5 4 3 Quốc gia hả? 2 Việt Nam là Việt Nam. Miếng điện đâu. Rồi, lượt đầu tiên Trương Thế Vinh thắng. Hay quá anh Vinh ơi. Lượt thứ hai đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài. Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý.
Quả sushi. Ủa na uy là hai từ hả ta? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy quả từ? Sushi. 3, 2, 1. Sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên 4 chân. 5. Chú nhện. Chó. 5. 4. 4 chân hả? 3. Con kiến. 5. Con cua. Con còng. Con 5. Con còng là với lại 4. Con 3. Con bò xít. Con gà. Đó, con rạm. Cái gì con rạm? Con tôm tích. Con tôm mũ ni. Con tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi, hết tôm. 5. Con tôm tích. À, 4. Con sam. Đúng. 5. Con cuốn chiếu. À, 5. Con sâu. 5. 4. 3. 2. Con bồ cạp. Con bồ cạp. Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa? Chưa. 5. 4. Con bò cạp. 3. Con sâu đớp. Con sâu đớp. Không con sâu rồi. Rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa? Như vậy là Vinh. Ủa anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào mà sao thắng được? Không, tại vì Vinh đi trước mà. Đi đâu phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn tôi. Con ong. Con ong. Thôi nghe chị dạ nhá. Con chuồn chuồn. Bơm bơm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì. Không. Tôi chơi cho em vô. Em đang chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi, quả tôi xì. 3, 2, 1. Thắng. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Ôi nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài. Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Em biết có mấy này, tỉnh hả? Này cái này, bà tổ chức sắp xếp. Anh sắp xếp. Vinh đừng mấy đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi. Được. Anh Đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Thôi bạn ơi, thương em đó, đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu ấy, trọng anh cứ kể chọn tên câu. Các loại áo. 5. Áo thun. Thun. Áo mưa. Áo xi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo xi lê, áo khỉ mấy thứ. Bậy hai cái anh. Áo vét. Áo tang. Trời ơi trời. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo bà ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Khoác. Khoác rồi không? Chưa. Áo măng tô. Măng tô. Áo bơm bơm. Bơ là gì? Có bơ, cái này nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng chứ đi ngoài. Bơm bơ với lại lại. Nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ. Hút đi rồi. Khoác. Ừ rồi. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi, đổi câu hỏi. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh ơi, coi nhiều nha. Lắm nha. 5. Chết rồi. 4. Vậy hả? 3. Elsa. Tom. Tom là gì? Tom Jerry. Jerry. Mickey. Donald. Big Lick. Minnie. Pooh. Khoan xí. Winnie. Cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Salomon. Salomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Ví dụ vậy, như là... người ta là Salomon nè, là nhân vật thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên thủy chung. Thủ sao kim nè, thủy thủ sao hỏa nè. Nè, thủy thủ sao hỏa nè. Đỡ rồi khác. Kể tên cái loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên cái loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Đốc.
5 nhãn dừa 5 4 3 1 vô cam nè cam nè quýt nè nho tự chọn áo này màu gì áo này màu gì đó cam là cùng hỏi với ai nè rồi gì nữa nè bưởi như vậy là sau lượt chơi này Chu Thế Vinh chưa bị vẫn còn trong vậy em chơi tiếp chơi đến khi anh bị vậy thôi thôi chờ chọn hỏi kể tên các loại động vật ăn thịt sống đó mà lựa mấy câu khó khó không nè đã bình thường mình yếu rồi cái nào mà nó chuyên môn của mình về thời trang nè về cuộc sống nè hồi nãy chọn mà cũng nói không được tôi nói cho em nghe lúc trước em thắng tụi tôi mấy câu thông minh toàn là nhờ người ta thương người ta nhắc em không em phải công nhận điều đó đi không có fan của em không làm gì được hết phải mà em thi với anh luật là em thắng rồi hả phải mà em thi với anh luật là em thắng rồi hả thách anh có gì thách đấu mà tự nhiên đội em thách đấu chứ chừng nào anh vinh dơ thì thôi chỗ này được không chỗ này được không kể tên nè có một phần nè sao anh thiên người rồi ok nè nha nhớ kỹ hai chữ ok nghe chưa kể tên các bộ phận trên cơ thể con người mà chỉ có một từ chân mắt tay mũi tay miệng ngực cái gì ngực ngực tóc răng lưỡi ốc trời ơi môi môi mày mày nách nách mông chân bụng giò 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 với chân khác nhau khác tên là được khoan từ từ nha 5 4 3 2 lưng lưng cổ cổ xương da ruột ruột rốn rốn lòng lòng nhớ tới nội tạng rồi ngươi 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 phổi phổi gáy gáy tim tim gan gan vai vai xô xô là gì cái đó là dùng để tập tạ thôi ông ơi ủa đi khám bệnh bác sĩ khám thêm cái xô à xương xương nằm gối gối máu hả máu máu ờ cái gì rồi ủa tôi nhắc là nó quýnh tôi luôn hả trời góp góp mạch mạch là cái gì mạch à, mạch cũng mạch là chữ m cũng là chữ m cũng là chữ m bỏ chữ a ôi em thua đi thua mà. Thua tâm phục khẩu phục ủa không có thua không vậy được như vậy là tâm phục khẩu phục đợi mình chiến thắng ở trò chơi này xin chúc mừng anh thua ai đặt tên buồn buồn ai anh đó anh kêu ai okay. Coi lại từ đầu ai là người đặt buồn buồn coi lại em nhỏ nhất em đặt tên đi anh tin là lần này em muốn xui đâu là okay. Có anh mà đá hồng thì bên này là dũng bông dũng bông gì trời em đó sao mấy anh không cản em trời ơi em mà muốn cản được em hả thôi được rồi như vậy là cũng vui rồi bây giờ thưa quý vị là chúng tôi mời quý vị đến với quán cà phê rất ổn của gia đình để xem hôm nay chuyện gì không ổn xảy ra.